5. Sáu. Cristiano Ronaldo. Ôi trời ơi. À, cái gì đây? Căng cái hen thực sự. Không không, chắc chắn là không phải kẹp rồi. Ô phôi thế nào ấy nhở? Ui, mà tự nhiên lại chơi quả rô này nhở? Ui, áp lực ấy. Con kia mua để phương án tạch, tại sao lại phải sợ tạch nhở? Sao mình phải sợ tạch? Tạch làm sao được? Ôi trời ơi, cú hồn gì ném? Anh Nam. Eto. Thì Eto lại phèn vờ lờ. Được rồi, dọn kho đúng không? Hình như bạn ấy bảo sự kiện này mở không ngon lắm. Ui, mùa cát mình chưa được mở bao giờ này. Để mình xin phép bạn ấy vậy, mình mở ít mùa cát vậy. Ui, Raul tóc dài. Ê, cái Raul này là phiên bản trong FIFA 3 đúng không anh em? Điều gì đã làm anh trở lên như vậy? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Tại sao lại thế này được? Mẹ, nhìn nó vô lý vậy. Anh Giai, anh nhìn lạ đấy. Anh Giai có kiểu tóc nào mới không anh Giai? Anh Giai kiểu tóc nào mới không anh Giai? Anh Giai vẫn vậy à? Nhưng mà sao lại anh Giai nhìn chiến với anh Giai? Ôi trời ơi, cười đau mồm quá. À, đau mồm quá. À, điểm rồi, điểm lên đâu rồi? Ôi trời ơi, post ảnh anh ghi đá bóng lên group á. Vigo. Ui giời ơi. Em chưa lộ nhẹ Figo, Eto và Pau Torres nè. Cảm ơn nữa. Ô kìa. Ô kìa, nick hôm nay điểm sao ấy nhờ. Xin đây. Ui, tôi vào tôi click có 2 lần cái gói này thôi. Úi dồi ôi. Mẹ, cái sự kiện mới này bịt vậy. Ôi, ô quen nữa. Mở có xíu à. Con Breme nữa kìa. 215 gói. Chỗ này săn mấy con cáp mùa mới ấy. Nhìn ưng ấy. Maldini à. Ui. Mẹ, sao nick bạn này đỏ ta. Biết thế vào nick kèo bạn này sớm sớm tí nhở. Trời ơi, vào sớm sớm mở bên YouTube là cái này sold out rồi đấy. Lê Huy à? Lê Huy mùa cáp à? Anh à? Ui, 4 tỷ. Ôi vãi. Chiến nhờ. Mà cái mùa này bây giờ mở ra phải bán ngay. Ok nha anh em nhá. Nick này đang rất là đỏ đấy, cho nên là hy vọng nó sẽ lên vậy. 2425. 4 cùi đầu tiên Licona Otamendi. Bán trước một kèo nào đấy đi cho có slot. Rồi, 3 bạch cho Otamendi.
con Mactomine. Chưa biết kèo này nó sẽ như thế nào đây, nhưng mà cảm ơn bạn chủ ác rất là nhiều. Và gọi là chúng ta sẽ có một phát đập thẻ quá là bùng nổ luôn ấy. Wow, con tiếp theo thì thôi Sterling đi. Linh mông cong đi. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi đây anh em ạ, 2425 thôi. Ổn chưa nhỉ? Thôi rồi, đơn giản thôi. Ây à, 453 tỷ. Tiền phôi của 5 con này nó mất khoảng tầm 150 rồi đấy. Bảy nhịp. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Cristiano Ronaldo. Tí tay chưa. Uầy. Ui vãi cả đều ạ. Nó tìm được. Xin là xin chúc mừng Ronaldo. ưng liền. Cảm ơn Schrodinger nhá. Không em, anh sao lại nhầm được. Cảm ơn Trần Phạm Tuân nhá. Anh lên CR7. Có phải nick anh đâu, trời ơi. Anh đập giúp cho người ta hả? Và thế này quá đỉnh luôn. Mẹ. Wow. Ui dồi ôi, 1090 kể. Bạn này đỏ nha. Lần nào vào kèo cho bạn này cũng đỏ luôn á. Thôi, săn thêm ít kèo cáp cái. Cảm ơn HTH Gaming nhá. Ồ, ông này đỏ mà. Ông này đỏ vãi đái luôn ấy. Cả hai lần tôi vào kèo cho đều đỏ mà. Giờ mở ít con mới mới tí nào. Van der Sa mùa cáp à? Ôi không có tóc mới à? Van der Sa ít nhỉ? Không có con nào Roy Keane các kiểu nữa à? Mở cái này để kiếm phôi. Seedorf. Ui xời ơi, ốc này quá đỏ luôn à. Làm thêm con Seedorf đấy này. Thôi rồi, ra chiền nhá. Chốt là làm phát giao chiền đi. Ra chiền. Mình mua thừa một xíu thôi rồi. Rồi ra một tí cũng được. Đáng nhẽ là 2106, 3106, 2107 là được rồi. Té vét ở cuối đi. Rồi, ra chiền với quả Roy Keane rất là chiến. Một phiên bản đầu cua rất là cứng. Phiên bản này đứng giữa sân này anh em khiếp lắm này. 4 nhịp. 1. 2. 3. Ba.
thức ra chiến. Rồi kì. Ba vạch hơn bằng Park Ji Sung mà nó xịt kìa. À, đau đau. Quá đau luôn. Được kèo roll mà sao không cố được kèo Raikin nhỉ? Đâu để xem nào. Ok, cảm ơn bạn chủ ác nhiều nhá. Thank you bạn nhiều. Để mình check. Đây đây. Úi giời ơi. Nút 50 tặng 50, 1800 SC anh em ạ. Ví dụ là ôi, bạn này nên quay phát này nha. Ok, cảm ơn bạn chủ ác nhá.